Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quyết định kinh hoàng và vô lý của Tòa án Thái Lan khi cho phép dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Ngày 30 tháng 9, AFI Tiếng Việt loan tin, Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Theo đó, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết vào thứ Hai ngày 30 tháng 9 rằng nhà hoạt động người thượng Ewin sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, nơi ông đối mặt với bản án 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Phóng viên AFA tường thuật tại phiên tòa cho biết, thẩm phán tuyên bố rằng tòa án thấy rằng việc dẫn độ ông Ewin có thể được thực hiện, không có lệnh cấm nào đối với việc này. Chính phủ có quyền thực hiện dẫn độ trong vòng 90 ngày, bất kể phán quyết của tòa án là gì. Tuy nhiên, tòa án cho biết thêm, ông Ewin có 30 ngày để kháng cáo bản án, nhưng nếu chính phủ Thái Lan không có động thái nào được thực hiện trong vòng 90 ngày, thì ông Ewin phải được trả tự do. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết, nhà hoạt động người thượng mặc đồng phục tù màu nâu tỏ ra bình tĩnh và được chuyển đến trại tạm giam Bangkok. AFA dẫn lời luật sư Berman, người bào chữa cho ông Ewin, cho hay, ông đã thề sẽ chống án. Chúng tôi thất vọng với phán quyết, chúng tôi đang làm việc để kháng cáo, bà luật sư nói. Bà khẳng định rằng, việc dẫn độ phải được chính phủ chấp thuận khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi hy vọng chính phủ, thủ tướng sẽ ban hành lệnh hành pháp không dẫn độ ông ấy. AFA cũng dẫn lời ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, nói rằng quyết định này của Tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý, và không hiểu rằng ông Ewin chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn nếu bị buộc phải trở về Việt Nam. Ông Robertson cho rằng tòa án ở Bangkok đã bỏ qua bản chất của phán quyết ban đầu của Tòa án Việt Nam là giả mạo và gian lận. Ông khẳng định, đây là một vụ án thử nghiệm cho lực chống tra tấn và cưỡng bức mất tích mới của Thái Lan, và tòa án đã thất bại thảm hại trong cuộc thử nghiệm đó. Bây giờ chính phủ Thái Lan phải chống lại áp lực công khai của Bộ Công an Việt Nam, nơi đã cử các quan chức đến tòa án để đe dọa những người tham gia vào quá trình tố tụng. Và thừa nhận rằng Thái Lan có nghĩa vụ thiêng liêng là phải duy trì sự bảo vệ người tị nạn. Và đây là hình ông Ewin Bidap. Chuyên gia nhân quyền cho hay, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn nằm trong tay chính phủ Thái Lan và họ nên làm điều đúng đắn bằng cách để nhà hoạt động người thượng được tái định cư ở một quốc gia thứ ba, nơi ông có thể nhận được sự bảo vệ thật sự. Ông Robertson nói, danh tiếng của Thái Lan là một quốc gia có quan tâm đến nhân quyền hay không phụ thuộc vào quyết định đó. Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những lời lên án mạnh mẽ, toàn diện về sự xuyên tạc công lý của Tòa án Thái Lan và gây sức ép buộc Bangkok cho phép ông Ewin được tái định cư ở một quốc gia thứ ba. Trước đó, ngày 30 tháng 8, AFA cho hay, ông Ewin khai trước Tòa Hình sự Thái Lan rằng ông không liên quan gì đến nhóm người thượng đã tấn công vào hai trụ sở Ủy ban xã ở tỉnh Đắk Lắk vào năm ngoái. AFA dẫn lời ông nói, người thượng có nhiều nhóm nhỏ, nhóm của tôi không liên quan gì đến vụ việc nổ súng ở Đắk Lắk. Nhà tôi ở Đắk Lắk đã bị công an Việt Nam lục soát và tịch thu máy tính, điện thoại di động và kinh thánh của tôi. Tôi không nộp đơn khiếu nại vì sợ cảnh sát sẽ trả thù. Tôi chắc chắn sẽ chết. Chính quyền Việt Nam sẽ hành hạ tôi đến chết nếu bị trục xuất về Việt Nam. Trước khi tuyên thệ vào ngày 30 tháng 8, ông Ewin trong trang phục nhà tù màu nâu cho biết ông từ chối yêu cầu dẫn độ. Ông nói đã bị chính quyền Việt Nam đe dọa chỉ vì thực hành tín ngưỡng tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quyết định kinh hoàng và vô lý của Tòa án Thái Lan khi cho phép dẫn độ ông Ewin Bidap về Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn xem bản tin. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc lên tiếng về việc tiến sĩ Nguyễn Quang A bị mời làm việc nhiều lần. Ngày 28 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc quan ngại việc công an mời tiến sĩ Nguyễn Quang A làm việc. Theo ai dẫn nhận định của bà Mary Lawler, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, bảo vệ nhân quyền viết trên trang X ngày 27 tháng 9. Quan ngại về các tin tức từ Việt Nam, do thấy tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bảo vệ nhân quyền kỳ cựu, đã bị công an mời lên để thẩm vấn liên quan đến các bài đăng và cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội của ông. Chris Hanbach, VOA. VOA cho biết,
bà Marie, giáo sư thỉnh giảng thuộc Trung tâm Đổi mới Xã hội, trường kinh doanh Đại học Trinity Dublin, Ireland, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền vào ngày 1 tháng 5 năm 2020. Nhà độc lập tham gia vào các cơ chế giám sát và tìm hiểu thực tế của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bà nhấn mạnh, tiến sĩ Nguyễn Văn A đã bị thẩm vấn và quấy rối nhiều lần vì hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông không phải được phép tự do bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Bà cũng cho biết, ngày 26 tháng 9, luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh ở Mỹ đã đăng trên Facebook cá nhân của ông ảnh chụp hai giấy mời của Công an thành phố Hà Nội gửi tiến sĩ Nguyễn Văn A. Giấy mời thứ nhất yêu cầu ông A phải có mặt vào ngày 25 tháng 9 để làm việc, với nội dung hỏi về việc tham gia hội luận trên mạng xã hội YouTube. Giấy mời thứ hai yêu cầu ông phải có mặt ngày 27 tháng 9 để hỏi về việc tham gia hội luận trả lời phỏng vấn trên mạng xã hội. VOA đã liên lạc với cán bộ phụ trách được nêu tên trong thư mời của Công an Hà Nội và liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ nói thêm về thư mời và đưa ra bình luận về phát biểu trên của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc nhưng chưa được trả lời. Và đây là hình tiến sĩ Nguyễn Văn A. Theo VOA, tiến sĩ Nguyễn Văn A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, thường xuyên trả lời phỏng vấn của báo đài nước ngoài. Trước đó, ông có tham gia hội luận trực tuyến về các vấn đề chính trị, xã hội và thời sự liên quan đến Việt Nam trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. VOA dẫn lời ông Văn A cho biết, ông đã không đến trụ sở công an quận Long Biên, Hà Nội như thư mời yêu cầu. Là người được mời và tôi từ chối lời mời. Tôi yêu cầu họ không đến nhà riêng của tôi để đưa bất cứ giấy tờ gì và hãy gửi cho tôi qua bưu điện. Tôi cũng sẽ trả lời bằng văn bản qua bưu điện. Kiều A nhắc đến việc nhà chức trách Hà Nội đã phóng thích các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Tước, Hoàng Thị Minh Hồng và Hoàng Ngọc Giao trước hạn tù, ngay trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm khởi hành đi Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo Kiều A, vào tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Quang A cũng bị giới hữu trách Việt Nam chặn xuất cảnh với lý do an ninh quốc gia khi ông khởi hành đi Thái Lan từ sân bay Nội Bài. VOA cho biết thêm, tiến sĩ Nguyễn Quang A là cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Viện này đã bị chính phủ Việt Nam giải thể vì có những kiến nghị táo bạo, bị xem là đi ngược lại với đường lối của đảng. Ông cũng được bình chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam trong 10 năm. Từ năm 1997 đến năm 2007, VOA nhắc lại, những người Việt Nam không bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay thực hiện những hành vi nhằm vào người bảo vệ nhân quyền. Hà Nội thường khẳng định các chính sách nhất quán về việc đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do phát triển và tự do ngôn luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hội đồng Liên Hiệp Quốc lên tiếng về việc tiến sĩ Nguyễn Văn A bị mời làm việc nhiều lần. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .lê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.